Vâng, chào các bạn. Thế cái video ngày hôm nay để ta xem là một cái cây cảnh mà là được mọi người trồng để làm cảnh hai bên cái đường vào cái công viên hoặc là hai bên cái cổng ngõ để làm cái cảnh đẹp. Mà nó lại mang đến một cái tác dụng trị liệu trong các cái vấn đề sức khỏe. Thì thực hư như thế nào thì xin thưa với các bạn, thì đây trước mặt các bạn đây là một cái cây cau cảnh. Đây là một cái cây cau cảnh mà được người dân truyền miệng nhau là chữa được các cái bệnh về tiểu đường bằng cái quả cau cảnh này, và một cái bài có những cái bài thuốc dân gian được rất nhiều người biết đến và rỉ tai nhau sử dụng rất chi là hiệu quả. Mà thực tế thì tôi cũng đã thấy cũng một số người là dùng cái hạt cái cau cảnh này, tức là sau khi mà nó già nó chín thì người ta dùng bỏ vào bao tải, người ta đập dập ra để lấy cái phần hạt bên trong đó, rồi ta ngâm với rượu, và họ dùng cái liều lượng là ngày hai chung nhỏ buổi sáng và buổi chiều để chữa các cái bệnh về tiểu đường và đau nhức xương khớp. Thì cái thực hư như thế nào thì thực ra là chỉ truyền tai nhau như vậy thôi, chứ còn trên cái vấn đề khoa học thì hay là trên cái vấn đề mà tôi trực tiếp để điều trị cho bà con dân chúng thì tôi cũng chưa từng trải nghiệm. Thì thay vì cái việc chia sẻ thì tôi vẫn chia sẻ rồi tất cả những các cái vấn đề trước khi mà sử dụng một cái thảo dược nào, thì cũng cái lời khuyên đầu tiên của tôi cũng nên khuyến cáo là các vị cũng như các bạn, trước khi sử dụng một cái thảo dược gì thì các bạn cũng nên tham khảo qua ý kiến của bác sĩ hoặc là các cái người lương y chuyên ngành để người ta có một cái lời khuyên chân tình hơn và chính xác hơn ha. Thì cái nói chung là cái tác dụng chữa tiểu đường thực hư nó như thế nào, thì từ những cái quả cau, những cái gì từ lâu đời cái quả cau cảnh đã được cái ông bà và cái sử dụng như thế một cái loại dược liệu để chữa trị các cái bệnh lý, và đặc biệt là cái quả cau này có tác dụng là chữa các bệnh tiểu đường khá là hiệu quả, trong cái không phải là ai cũng biết. Thì theo cái nghiên cứu của đông y thì cái quả cau thì nó có tính hạ khí và hành thủy thông đại, nó hỗ trợ và ngăn ngừa các cái chứng bệnh chướng khí và chướng tích. Bên cạnh đó thì nó đem lại cái hiệu quả trong cái trị bệnh sát trùng hay tạo khí. Thì cũng không ít thì cái lương y còn cho rằng là cái hạt cau còn có cái khả năng tiêu tích, có khả năng tiêu tích và lợi thủy, thông khí, diệt khuẩn và trị tiêu chảy, sốt rét, tê, phù nề. Thì trong cái hạt cau còn có chứa cái hàm lượng tannin, một cái hoạt chất có tính kháng khuẩn, kháng virus rất là tốt. Cũng có khá nhiều là cái người bệnh bị tiểu đường đã sử dụng cái quả cau này để làm hạ cái đường huyết thành công. Đó là cũng là một cái sự truyền tai nhau là chủ yếu thôi. Vậy thì cái cách chữa bệnh tiểu đường như thế nào thì theo như cái kinh nghiệm truyền tai nhau thì cái cách trị bệnh thì có thể người ta phối hợp giữa cái quả cau cảnh này với lại cái quả cóc. Thì cái quả cóc thì trong cái video tới đây tôi cũng sẽ chia sẻ cái công dụng cái quả cóc trong cái việc điều trị bệnh, và đặc biệt là cái bệnh tiểu đường, để các bạn cùng tham khảo. Vậy thì cái video ngày hôm nay thì cũng cái không ngoài cái quả cóc khoảng 7 đến 9 quả, cộng với lại cái quả cau cảnh này cũng 7 đến 9 quả, và kết hợp giữa hai cái loại quả này rồi chúng ta sắc 3 chén nước khô lại còn 1 chén, và uống chia làm 3 lần uống trong ngày như vậy, và uống liên tục với một cái thời gian dài.
để mang lại một cái tính hiệu quả cao. Vâng, thì đồng ý là cái chúng ta biết rồi thì tất cả các cái bệnh mà các cái dược liệu để mà điều trị các cái bệnh tiểu đường thì bên Tân Dược thì tôi cũng không rành, nhưng mà hầu như là bên Đông Dược thì tất cả các cái cây cỏ mà nó mang cái tính chát đắng thì đều mang đến cái tác dụng hiệu quả cho cái việc trị tiểu đường. Nhưng mà cho dù thuốc gì hay cỡ nào thì cái lời khuyến cáo thứ hai của tôi thì cũng phải là chúng ta phải biết cân chỉnh lại cái chế độ ăn hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày. Và cái điều không thể thiếu được là cái vấn đề tập luyện thể dục thể thao hàng ngày và uống nước đầy đủ. Thì cái việc vận động thể dục thể thao thì tùy theo từng độ tuổi, từng cái lứa tuổi và từng cái sức khỏe của nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, để mà ta tập những các cái bài tập làm sao mà cho nó hợp lý và phù hợp với cái sức khỏe hiện tại của mỗi chúng ta. Chứ cũng không nên là cứ áp dụng theo các cái ở trên cái trang mạng là phải tập những cái bài này bài kia, cái đó là cũng không có thể không không nên. À, vì cái trên trang mạng thì nhiều khi người ta hướng dẫn, người ta chia sẻ các cái bài tập chung chung để phù hợp với tất cả các cái lứa tuổi. À, nhưng mà với cái lứa tuổi ốm yếu già cả thì chúng ta có thể là tập các cái bài tập làm sao mà để cho nó hợp lý với cái lứa tuổi. Có thể là bài tập nhẹ nhàng hơn đối với cái tuổi già ốm yếu. Còn các cái bài tập nó mang cái tính lanh lợi và nó mạnh mẽ thì dành cho cái lứa tuổi còn trẻ trung khỏe mạnh ha. Vậy thì cái cách chữa cái bệnh tiểu đường như nhiều người lý tai chưa nhau bằng cái kinh nghiệm thì như tôi vừa chia sẻ với các bạn, tức là có thể là dùng từ 7 đến 9 cái quả cau và 7 đến 9 cái quả cóc, cả hai loại đó. Đấy, có thể là đập dập ra những sắc khô lại 3 chén, còn lại 1 chén uống mỗi ngày như vậy. Còn cái việc tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày là một cái liều thuốc để hỗ trợ hữu hiệu, giúp các bạn có thể là tăng cường sức đề kháng để cải thiện lại cái sức khỏe. Và đặc biệt là cái bệnh tiểu đường là một trong những các cái vấn đề mà để suy giảm cái chức năng tuyến tụy. À, thì mình phải có một cái chế độ tập rèn luyện làm sao mà để đánh thức được cái tuyến tụy nó tự sống dậy. À, ta cũng không nên là phụ thuộc các cái loại insulin từ bên ngoài để đưa vào cơ thể để quân bình lại cái đường huyết, mà phải làm cách nào ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ hợp lý và tập luyện đều đặn để nhằm nâng cao một cái sức khỏe và nâng cao cái sức đề kháng, hoạt động mỗi ngày như vậy để nâng cái cơ bắp chúng ta đi. Và bắt cái tuyến tụy phải từ cái việc chuẩn bị liệt vị hoặc là liệt vị hoàn toàn, phải sống dậy để mà tái tạo lại cái sản sinh ra cái insulin để quân bình cái đường huyết tự nhiên trong cơ thể. Đó là một cái điều mà hạnh phúc, đó là một cái điều mà chúng ta phải mang đến một cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi người chúng ta mỗi ngày như vậy. Thế thì tôi cũng thường là hướng dẫn cho bà con ở trên cộng đồng cũng như thế là trong cái lớp chia sẻ các cái bài tập về các cái khí công, đặc biệt là cái khí công y đạo, trong cái khí công, trong cái môn khí công. Trong trong cái khí công thì nó có tĩnh công và động công. Thì chúng ta có thể là thực hiện các cái bài động công làm sao mà để cho nó phải đổ được mồ hôi ra. À, khi tất cả một cái bài tập nào mà chúng ta chưa đổ được mồ hôi thì cái bài tập đó chưa, cái
cái buổi tập ngày hôm đó nó chưa đạt kết quả. Đấy, cho nên là đối với tất cả những người mà tiểu đường muốn tập luyện thể dục thể thao hay là tập mà khí công y đạo thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải tập làm sao mà để cho nó đổ được mồ hôi, và chúng ta phải mỗi lần đổ mồ hôi thì chúng ta phải uống nước, bổ sung nước để bù đắp lại cái lượng nước đã mất đi và thất thoát sau khi chúng ta tập luyện. Vâng, thì ngoài ra thì cũng như các cái bữa ăn hay là uống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải đưa một cái thực đơn lành mạnh vào cái thực đơn bữa ăn hàng ngày. À, thì trong cái bài chia sẻ về cái bệnh tiểu đường từ cái quả cau cảnh hôm nay, tôi cũng có một vài lời khuyên khuyến cáo bà con đang mắc cái chứng bệnh tiểu đường tuyếp 1, tuyếp 2, thì cũng cố gắng là hy vọng từ một cái video ngắn này, hy vọng là các bạn cũng sẽ cải thiện được sau một cái đoạn video ngắn này. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi video, và cũng không quên chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.